Chào các bạn, nếu vẫn chưa đọc mình thì hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về bài 40 pha C chung lại làm giá bạn nhé. Ok, thì theo Eliot, số lạc của chu kỳ được chia làm 3 pha và tên là ABC, thời gian kéo dài có 5. Hôm nay chúng sẽ cùng nhau nghiên cứu kiến về pha C các bạn nhé. Đấy. Thì đặc điểm của C, đặc điểm nhất là nhà trong pha C, đầu pha giảm ít nhưng cuối pha giảm mạnh và có cả hoảng loạn. Hai, trong pha C cũng có 3 số giảm ABC các bạn nhé. Ví dụ đây quả này, đây còn HBG này. Đấy. Đấy, có 3 pha ABC lớn này. Trong qua C là giảm như cấu trúc 3 pha ABC nhỏ hơn này, có thấy chưa? Là sóng trong sóng bạn nhé. Đề hai, pha C giảm như thế nào? Trả lời, giảm bao nhiêu thì còn phụ thuộc vào thứ nhất là loại cổ phiếu Penny, Midcap hoặc là Blue Chip. Hai là còn tùy thuộc mức độ hoảng loạn của nhà đầu tư. Ba là còn tùy thuộc vào pha làm như thế nào nữa các bạn nhé. Tuy nhiên cần kiểm tra một số chữ sau. Ví dụ thứ nhất này là HBG đây. Là theo Fibonacci mở rộng thì pha C giảm đến 1.618 bạn nhé. Đấy. Ví dụ thứ hai đây còn VN-Index này. Direct gọi nhé. Đấy. Thì theo Fibonacci mở rộng pha C làm đến 1.618 này. Ví dụ thứ ba này gọi này. Đấy. Thì cũng theo đây con DG nhé, cũng theo Fibonacci mở rộng thì pha C làm đến 1.5. Để như vậy là thứ hai pha C thường giảm đến 0.5, 0.618 hoặc 0.786 theo Fibonacci mở rộng. Tóm lại, trong pha giảm C, lần thứ nhất trong pha C thì đầu pha giảm ít nhưng cuối pha giảm mạnh và có các hoảng loạn. Hai là trong pha C lại có 3 sóng giảm ABC nhỏ hơn nữa các bạn nhé. Ở điểm hai, pha C thường giảm đến 0.5, 0.618 hoặc 0.786 theo Fibonacci mở rộng. Lưu ý chuẩn bị có màng vùng đáy các bạn nhé. Như vậy thì hôm nay mình cùng nhau tìm hiểu về pha C cho các bạn làm giá. Nếu bạn nào chưa hay, bạn để lại cho mình một like xem nhá. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.